của Chúa. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Đinh Thị Cảnh, mắt ta Đinh Thị Cảnh, con ở giáo xứ Thủ Đức, giáo họ Đa Minh. Con đã bỏ Chúa 52 năm nay. Mà chị bao nhiêu tuổi? Dạ thưa, năm nay con 70 tuổi. 70 tuổi mà chị bỏ Chúa là 52 năm. Anh chị em nghĩ đây là một người 70 tuổi bỏ Chúa 52 năm. Làm sao mà ma quỷ nó không điên lên được? Làm sao mà ma quỷ nó không đốt cái nhà tôi được? Làm sao mà ma quỷ nó không lật giường tôi được? Vì nó sắp, nó bị thất nghiệp nữa rồi. Nó canh bà ấy suốt 52 năm mà sống một cái để bà quay về với Chúa. Ma quỷ nó điên không? Nó phá không? Nó ghét không? Nó giận không? Rồi làm sao mà chị được ơn quay trở về? Văn tắt được ơn quay trở về. Con lấy chồng là người. Chị làm sao chị được ơn quay trở về vậy thôi? Dạ, thế là con là mẹ con là cách đây 2 năm mẹ con bị bệnh nặng. Thì mẹ con đã làm chuẩn bị là coi như là chúng tôi với lại chịu phép thêm sức để coi như là đưa mẹ con đi. Thế rồi con đến ở giáo điểm ngày 25 tháng 12 năm 2016, con đến giáo điểm Tin Mừng này để con cầu xin cho mẹ con được khỏe mạnh. Thì sau đó là mẹ con được khỏe mạnh, mà mẹ con năm nay là 106 tuổi, mà bây giờ mẹ con vẫn còn sống. Và chồng con là người ngoài đào, là 50 tuổi đảng, nhưng mà con cũng đã cầu xin cho chồng con được trở lại đào. Và con đã được trở lại đào thì chồng con cũng đi đào, cho nên là bây giờ con đến tạ ơn Chúa. Và thưa anh chị em, ở đây phải nói là một cái kỳ tích tuyệt vời là bà mẹ 106 tuổi, bà ấy chuẩn bị về với Chúa, mà cái bà này là người mà bỏ Chúa 52 năm, chạy đến giáo điểm Tin Mừng này vào đúng ngày sinh nhật 25 tháng 12 năm 2016. Bà cầu nguyện bà mẹ ấy khỏe và còn sống tới bây giờ 106 tuổi. Người chồng cũng 80 tuổi. Người chồng 80 tuổi mà 50 năm tuổi đảng, bây giờ cũng đã quay trở về với Chúa cùng với người vợ của mình 52 năm bỏ Chúa. Bây giờ cả gia đình vợ chồng quay về với Chúa, với lòng thương xót Chúa, sống bên cạnh bà mẹ 106 tuổi. Đây đây, tôi tặng cho chị cái máy này. Đây là món quà này chị tặng cho anh, một người mà 80 tuổi, 50 năm tuổi đảng, cuối cùng thì cũng đã quay trở về với Chúa. Tặng cho anh cái máy, tặng cho anh thêm một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và tặng cho bà mẹ cái quạt giáo điểm Tin Mừng, nhờ mẹ đi với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời chị.